Zoukantar. Alo, alo, vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Vâng, buổi giao hữu giữa giữa hai nền AOE đang tương đối mạnh, Thái Bình và Hải Phòng. Đại diện cho Thái Bình là Gunny và Hải Phòng, những người còn đất cảng là Khủng Long HP. Vâng, những ngày thi đấu gần đây thì Gunny liên tiếp có những ngày thi đấu solo cùng R với tất cả, vâng, với hầu hết các game thủ đánh cung R có thể nói là rất hay của nền AOE Việt. Và hôm qua anh đã hạ gục Đinh Xuân Canh, một hiện tượng của giải solo cung R. Vâng, xem Đinh Xuân Canh đã vã cho Van Lớp tương đối chóng mặt, và AC cũng vậy. Hãy cùng chờ xem hôm nay Gunny sẽ thể hiện như thế nào. Màn hình máy thao tác tay trực tiếp của game thủ Khủng Long HP. Không rõ là hôm nay các anh đánh bao nhiêu C, nhưng các anh hẹn nhau khá sớm ở đấu trường Dũng Con Bà. 11 nông dân đến từ người cầm AC. Khép góc 3 giờ. Vâng, rừng đang hơi yếu dành cho game thủ Khủng Long. Hiêu đã thấy rồi, và hai con voi phía xa có lẽ là Khủng Long sẽ câu về nhanh thôi. Đang rất từ tốn lùa bầy hiêu này về. C đấu đầu tiên và các anh đang có thể là đang tết tay một cánh rừng dừa. Chiếc S đầu tiên đóng ở cánh rừng dừa là đẹp dành cho Khủng Long, nhưng để mà đánh cung bài này thì hơi yếu, vẫn chưa thấy thêm cánh rừng nào. Nhà đang hơi trống dành cho Khủng Long. Bốn con yêu đã về với nhà chính, và tiếp tục là một con yêu nữa. Không, con yêu này sẽ lùa về chiếc S này. Cắt nông dân ra để câu đôi voi, chuẩn bài cho Khủng Long. Câu đôi voi luôn. Dân AC câu voi đang là hơi khoai một chút, nhưng hai con voi này sẽ về với nhà chính nhanh thôi. Vâng, AC và câu đôi voi rất hay dành cho Khủng Long. Một con voi nằm xuống và đây là con voi tiếp theo. Vâng, hai con voi nữa. Dường như Khủng Long tiếp tục sẽ lùa đôi voi này về. Nhà như thế này thì có lẽ Khủng Long sẽ dâng Nga một bài thi đấu cầm AC của mình. 26 dân vẫn đang điên cuồng dân, không thấy thêm đồ gì ăn cả. Kích đời ở 8-13 với 27 dân AC. Đây rồi, anh câu voi dân AC như câu voi dân bình thường vậy. Không, đây là nhà của Gunny. Hai nhà nằm sát sàn sạt nhau luôn. Thế như vậy là Gunny thì nhiều khả năng sẽ ăn khoảng 4 cái A vào mồm sau khi lên đời xong. Vâng, đang định dâng A thì anh ở ngay sát nhà của Gunny. Đây là BB. Vâng, mút chung luôn. Hơi dị dành cho Khủng Long. Cánh rừng dừa lúc đầu đang có hơi ít dân làm gỗ. 82% rồi. Liệu rằng Khủng Long có để ý điều này hay không? Cắt dân ra để có thể đóng thêm được một chiếc S. Lên đời xong, dường như Gunny chưa lên đời. Đây là A. Lượng gỗ đang hơi yếu dành cho Khủng Long. Và đây là M. Lên đời sớm hơn một chút thôi. Không công được chết Gunny ở thời điểm ban đầu thì Khủng Long sẽ tự lăn ra chết. Từ đầu đến giờ anh mới có thể đóng được một S. Sau trận thi đấu đầu tiên này bài nó lại xấu vậy.
Chiếc S thứ hai thiết kế là hơi muộn. Không biết rằng nhà Gani như thế nào ở trong trận thi đấu này. Vâng, đây là một bãi quả phụ của Gani nhưng anh không biết. Vâng, nhà Gani rất giàu, 62%. Vâng, cùng xem khủng long vượt khó ở trong bài thi đấu này. Vừa ăn hoang vừa đóng ruộng, rất chuẩn bài. Đây là nhà BA thứ hai. Và tiếp tục là một nhà BA nữa. Chuẩn bị lên đời xong rồi. Bánh xe. Vâng, bài này thì chỉ có thể đánh 4A thôi. Không thể đánh trâu hơn được, mặc dù là 27 dân. Vâng, Gani cũng ép đời tương đối phũ phàng trong trận thi đấu này. 4A nhưng lượng thực đang hơi yếu để có thể sóc đều. Vâng, cùng xem hai game thủ điều rờ ở những thời điểm ban đầu. Lên đời cũng không phải là sớm hơn hẳn. Vâng, tơn cung rờ đầu đang tương đối đều dành cho khủng long. Đây không gọi là một cái nhà nữa rồi. Tiếp tục sóc cung R. Tơn cung R đầu đều. Và anh đẩy đi luôn. Đây là bãi gỗ đến từ Gani. Nhà ảo Gani nằm ở trên dốc. Và hơi khó khăn dành cho khủng long rồi. Cả hai game thủ vẫn chưa chết con cung R nào. Chờ tơn cung tiếp theo. Vâng, Gani đánh mấy A? Và đây là 8 con cung R, bãi an hoàng bị phát hiện. Và bắn thẳng vào bãi gỗ của Gani. Vâng, cái anh cùng đánh với 4A. Không, Gani là 5A. Những ngày thi đấu gần đây, Gani đánh cung siêu hay. Vâng, không hiểu tại sao, đây là những pha vẩy e đến từ Gani. Tách một cung R. Vâng, nhà của Gani vẫn đang ở trên dốc và để cho khủng long công vào ở trong cái mặt này là hơi khó khăn. 39/52. Đi vòng và Gani biết điều đấy. Rất đông cung R đến từ Gani. Một trận thi đấu đánh chắc nhà của Gani. Nhà toàn rừng dừa nhưng có thế để có thể. Có những người anh em đến từ Nhổn đang tương đối phũ phàng. Vâng, dân A nhưng không thể công chết được Gani ở thời điểm ban đầu. Cảm giác bất lực dành cho khủng long. Quay lại để mút nốt bãi quả này. Bắn vào dãy A nghe. Cách rất giống Trung Quốc. Gani quyết tâm bắt tên cung to này của khủng long. Vâng, thời điểm này thì không dạy gì mà đấu cả. 46-64. Liên tục móc vào. Và đây là những tên điều rờ. Nhưng Gani đang đông hơn hẳn. Rất tâm đến từ Gani. Vâng, móc được vào khu vực làm ăn chính của Gani. Nhưng lượng quân đang bị bắt đang hơi nhiều. Vâng, để nây trồ luôn. Không, dường như có một cái gì đấy mà Gani đang không. Anh cắt cung R để có thể đi móc máy nhà khủng long. Khu vực ruộng chính bị công vào và không thể sóc đều được những tên cung R tiếp theo. Rất nhiều tay dành cho khủng long. Nhà như một cái chuồng lợn. Gani đang tương đối khô khủng long. Không chết hẳn nhưng nó nhức nhối. 43/68 là tham lai của khủng long thời điểm hiện tại. Không thể đổi nhà, không thể công được, cũng không thể móc máy. Bây giờ thì lượng cung R của Gani đang đông hẳn. Và nhiều khả năng tỷ số sẽ là 1-0 cho Gani ở xê đấu đầu tiên. Khủng long vẫn đang cố gắng.
ăn hoang và chạy nhông kèn khắp bản đồ. Gani có nhà. Liên tiếp móc vào. Dương Đông kích Tây đến từ khủng long. Chiếm được con đồi này và sẽ như thế nào đây? Vẫn không thể được. Vâng, Gani chết quá nhiều dân ở trong tơn thi đấu này. Vâng, Tham có lẽ sẽ đè ngược sau pha ăn dân này của khủng long. Nhưng không, Gani vẩy e rất khít và bắt toàn bộ số lượng cung rờ này. Thế là khó rồi. Tỷ số sẽ là 1-0 cho Gani ở xê đấu đầu tiên. Đang rất chầy cối đến từ khủng long. Tham đè 6-4. Vẫn còn có thể đánh được. 34/68, Tham Lai đang tụt thảm hại và Gani ốp A luôn. Vâng, mấy ngày hôm nay ông đánh kinh vậy. Ốp A và có tay để đi móc máy. Đây là những nhà BA tiếp theo ngành không có thực để có thể sóc quân. Rất đông đến từ Gani. Khủng long gõ 1 tỷ sốc mông cho Gani ở trận thi đấu tiên trong trận đấu thứ nhất.